cả muốn nên nên đây lắm, nhưng nên sóng lắm, nhưng mà tại vì bận quá không nên được, thế là thôi. Hôm nay giờ vừa mới ăn trưa xong, ngồi đây lại lên đây chơi, giao lưu với mọi người, để xả động mấy cái comment của cái bọn bọn ba que xỏ lá, nó cứ chửi. Nói chung là Facebook mà, cho mọi người, tất cả mọi người nên bình luận, rồi là nên để chơi. Thực ra cái này nó cũng chỉ là một cái trò giải trí thôi, đúng không các bạn? Cho nên là nói cái gì mình muốn nói, hay là mình muốn làm cái gì mình làm. Nhưng mà nhiều người á, già rồi nhưng mà cứ thích chửi nhau. Nếu mà muốn chửi Lisa thì trực tiếp lên đây chửi luôn đi. Xem có cái gì chửi thì chửi luôn đi, làm sao cứ phải giấu giếm xong rồi không dám thò mặt lên. Lisa cũng muốn trực tiếp mời những người nào mà muốn lên đây để giống như là tranh luận với Lisa, nhưng mà chả thấy ai cả. Lisa rất là mong có người, ui cộng sản xinh đẹp nằm vùng ba kia chạy nhanh còn kịp. thank you, ai khen Lisa thì Lisa cảm ơn, ai chửi Lisa thì cứ thẳng mặt ba mặt một lời chửi cho nó vui. Đằng nào đằng mẹ nào cũng muốn chửi thì lên đây ba que chửi cho nó vui, làm sao mà cứ phải, đúng không? 30 tháng 4 nên sao vẫn thấy buồn cười. Nó ở bên này nói là 30 tháng 4 là ngày quốc hận, đúng không? Quốc gì? Quốc quốc ruộng hay là quốc quốc gì? Cái đất Úc này nó đâu có hận ngày 30 tháng 4 đâu. Cái đất Mỹ nó đâu có hận ngày 30 tháng 4 đâu, mà nó còn vui mừng nữa. Tại vì ngày 30 tháng 4 là kết thúc hoàn toàn chiến tranh Việt Nam để cứu lại mạng sống con em người Mỹ, đúng không? Đấy là riêng nói về người Mỹ. Người ta đã phải đứng lên để biểu tình, để đòi độc lập, để đòi tự do cho Việt Nam và đòi quyền sống cho con cái họ. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ở Ohio, cái vùng Kansas, Ken cái gì Ken State, là ngày hôm nay là ngày biểu tình của những sinh viên người Mỹ, và vừa mới xuống được vừa mới ra biểu tình được có mười mấy phút à, đâu 13 second hay bao nhiêu giây hay bao nhiêu đấy, thì bốn sinh viên bị bắn chết ngay tại cái cuộc biểu tình đó, bị bọn cảnh sát đó, nó bắn, và bốn sinh viên của người Mỹ chết. Ngày hôm nay nếu ai không tin Lisa thì ngày hôm nay hình như là ngày mùng 2, Lisa không rõ là mùng 2 hay mùng 4 gì đó, là cái ngày biểu tình đó là bốn sinh viên đó bị chết. Thì Lisa cũng rất là, các bạn có biết rằng một phần rất là lớn người người Việt Nam, người cộng sản đấu tranh á, là chính trị rất là nhiều, và họ thắng ở chính trị rất là nhiều. Tại vì dân Mỹ tất cả đứng lên biểu tình toàn thế giới luôn, mà có những kẻ nó lại nói là do là cộng sản, nên là cộng sản Trung Quốc, cộng sản Nga là giật dây cho nên là người ta làm như vậy. Thì Lê Giả cảm thấy là nếu mà thực sự mà người cộng sản mà làm được những cái chuyện giật dây như vậy thì quá tuyệt vời. Thì tại sao chúng ta không không tin tưởng cộng sản, đúng không? Chứ còn đi tin một cái lũ mà ba que chạy tụt quần cái Đà Nẵng khi mà giải phóng đó, người cộng sản vào Đà Nẵng đó, Đà Nẵng không có bị chiếm mà là tự tự chạy ở Đà Nẵng, là tự tự tán loạn để mà chạy, chứ đâu có ai đánh ở ở đấy đâu. Người cộng sản chạy và không mất một tiếng súng nào hết. Chị Lisa nói đúng và chính xác.
Không thể khác ạ. Thì nói chung là cái chuyện này thì hầu như nếu như mà những người chịu khó tìm hiểu thì nên sẽ thấy rằng á, người ta cũng đều hiểu hết. Và ai cũng biết cái chuyện này xưa như như trái đất rồi đúng không? Thế nhưng mà có những cái kẻ nó sang đây á, khi mà nó tại sao nó phải chạy? Tại vì nó bị cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nhồi vào sọ họ là nếu mà Cộng sản vào sẽ rút móng tay, rồi sẽ tắm máu, rồi sẽ đày đọa này kia trai nọ đúng không? Thì họ sợ quá thì họ chạy. Hơn nữa tại vì chính bản thân họ họ đã cảm thấy rằng họ làm những cái chuyện không đúng. Chẳng hạn những cái thằng mà nó giết, nó bắn những cái gia đình người ta. Nisa nói thật, chả cần phải nói những cái người người chính quyền đâu. Người dân á, nó không cho vào trong trại cải tạo á, cái bọn mà những người bị đi cải tạo chẳng hạn vậy, không bắt để cho vào trong đấy để đi trại cải tạo. Nên xà thật, nói thật, chính người dân người ta đánh chết, người ta đánh cho như là cái bọn bây giờ đi ăn cắp chó đấy, chỉ ăn cắp một con chó thôi mà họ đã đánh như thế. Thì hỏi rằng nếu như mà đánh đập người ta rồi á, ngày xưa đày đọa người ta rồi vu khống cho người ta là cộng sản rồi, khi mà nó tức lên nó trả thù á, thì nó cứ vu khống cho chụp mũ như bây giờ, hiện tại bây giờ bên Mỹ đó, cứ động cái nói ra ngược lại với chúng nó là chúng nó chụp cho cái mũ là cộng sản, đâu có ai dám há mồm ra nói đâu. Cho nên Lisa cảm thấy cũng rất là thương cho những người sống ở bên cái đất tự do này, trong khi cái chính quyền mình phải tuân lệnh, mình phải sống theo cái luật pháp ở ở cái đất nước này. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với những cái bọn cộng đồng đấy, cái bọn chống cộng đấy, thì lại không dám nói nên cái tiếng nói của mình. Tại sao vậy? Hả? Mà mình trong khi mình suốt ngày mình vỗ ngực, mình suốt ngày mình nói là mình sang đây mình sống, mình được tự do. Nhưng mà nên sẽ cảm thấy rất là tội nghiệp cho những cái người đấy, không dám nói. Khi mà Lisa nói ấy, thì cũng có một vài người rất là cũng cảm ơn những người đó, tại vì người ta rất là lo lắng cho Lisa. Họ nói là trời kệ nó đi nói làm gì rồi này kia. Thế nên sao bảo mình sống ở đây, mình có pháp luật ở đây, tại sao mình phải sợ chúng nó? Chúng nó là cái gì đâu đúng không, mà tại sao mà mình phải 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 sợ chúng nó, trong khi mình phải đóng thuế đó. Con cái bà con anh chị em nhà mình phải đóng thuế để phục vụ cho cái cộng đồng đấy, phục vụ để cho người ta giúp đỡ cho những người khổ sở, những cái người mà gặp hoạn nạn, hay là những cái già cả, những người già cả. Thì chúng nó không làm, chúng nó lại đi, chúng nó chỉ lấy cái kinh cái fund đó để nó mang ra để nó chống cộng thôi. Mà trong khi đó nó chính bản thân chúng nó mang cái quốc tịch ở đây rồi đúng không? Vậy thì quốc hận gì, quốc gì hận hả? Chúng nó có tổ quốc đâu mà chúng nó đòi hận. Bây giờ chúng nó đã mang mang cái quốc tịch của Úc, của Mỹ, của khắp các nơi rồi, thì quốc của nó là quốc gì đúng không các bạn? Nên sao cũng không hiểu là chúng nó nói cái quốc gì nữa, quốc hận. Hận cái gì? Đó. Trong khi đó có một nhúm người ở đây thôi, chỉ có vài ba ông già, bà già đi ra đấy, nó gọi là quốc hận. Hay là để tang, hôm nọ đi xài nghe cái con bé gì nhỉ? Nó bảo là hôm nay là ngày quốc hận nên chúng ta phải để tang. Để tang có nghĩa là chết rồi. Chết rồi thì chúng ta mới để tang chứ đúng không? Như là mọi người có gia đình thân nhân ai mà chết rồi thì mới để tang. Nó đã chấp nhận là cái chế độ nó đã chết rồi đúng không? Bây giờ phải nói ngược lại cái câu nào, ăn ăn cơm của quốc gia Úc, của quốc gia Mỹ mà lại thờ ma Cộng Hòa, cái câu đấy là mới là chính xác cho chúng nó đúng không? Quốc gì, chả có ai hận ở đây cả, chỉ là bày vẽ ra để mà làm ba cái trò như thế, để lại mở tiệc tùng ra lại này. Nó chúng nó lại được mớ đúng không? Chào Hoan Mai, chào Nguyễn Văn Cường.
Chào Hạnh Nê, chào tất cả mọi người, chào bác Peter Nguyễn. Không kịp tuần tiết nay rảnh rỗi có ai tuần tiết không? Tuần tiết. Nhiều người khi mà Lisa lên trên này đấy thì nhiều người nói à, con cộng sản rồi, các con Việt cộng rồi, sao mày không về nước đi, rất là nhiều cho đến ngày hôm nay Lisa nói vẫn nhiều người nên nói như vậy, rồi nói là Lisa là Việt cộng nằm vùng. Lisa là Việt cộng nằm vùng, Lisa làm sao mà đủ tư cách để làm Việt cộng. Việt cộng hay lắm, họ ngày xưa hay lắm, tại sao mà họ họ sống ở tại miền Nam đúng không? Họ thấy được cái chế độ miền Nam nó giàu sang như thế, tại sao mà các người á, ba que không thu phục được họ? Tại sao không không thuyết phục được họ để họ đi theo cái con đường đó mà lại để cho cộng sản thuyết phục? Lý do tại sao? Tại vì chúng mày ác quá, hiểu không? Chúng mày làm những cái chuyện nó ác quá, nó dã man quá, cho nên người ta hận. Khi mà người ta hận ấy, thì người ta sẽ âm thầm người ta làm những cái chuyện 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 đảo tránh lại chúng mày đúng không? Cũng như là người dân miền Bắc tôi hầu như ai cũng xung phong đi bộ đội hết. Ngày xưa không có đi nghĩa vụ đâu mà là xung phong đi bộ đội hết. Tại em sao? Như Lê Sàn lần trước đã nói rồi, tại cái sự hận thù của họ nên đến tột cùng rồi đúng không? Người dân miền Bắc đang sống đang yên lành nó mang bom ra nó bỏ cho tan nát nhà cửa ra sông, mọi người có nhà không được ở phải chạy tán loạn đi đi để đi sơ tán, thì cái đó thì người ta phải hận chứ. Trong khi bây giờ những cái bọn ni xà chỉ chửi những cái bọn chống cộng thôi nhá, còn những cái người khác không chống cộng hay là không có xuyên tạc, ni xà không có động đến họ. Ok, xin lỗi những ai mà nghĩ rằng Lê Sa chửi hết những cái người ở hải ngoại này, không phải. Những người hải ngoại người ta vì cuộc sống, người ta muốn cái cuộc sống nó tốt hơn cho gia đình họ, cho nên họ mới đi khỏi Việt Nam để hy sinh cái bản thân của họ để họ kiếm tiền họ gửi về giúp đỡ cho gia đình đúng không? Cũng như là bản thân Lê Sa tôi đi từ năm mười mấy tuổi đâu có biết gì đâu, cứ tơn tơn lên đi đi chẳng mất tiền mất nong gì cả. Bác đi xà có thuyền mà nhà ngay ở gần đó, thế là mình cứ đi thôi, đi mà bố đi xà đâu có biết đâu. Ngày ngày đi xà đi là bố không biết, chỉ có mẹ biết thôi, là cứ đi tơn tơn đi thôi, mặc mỗi bộ quần áo đi đôi dép xong chẳng mang cái gì hết, cảm giác như đi đâu ấy mình chẳng biết mình đi đâu. Thấy mọi người bảo ư đi Hồng Kông sướng lắm, thế là cũng nhảy xuống thuyền cũng đi. Cái ngày hôm 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 đi đó có mỗi đôi dép thôi, thế đến đến khi mình xuống dưới cái ao thì hồi đó mình không biết bơi, đi xuống cái bờ sông ấy, nó mới rơi tõm xuống cái hố nước ấy, ướt từ đầu đến chân, thế là trèo lên thuyền thế là đi đi mà trên người ấy, thì ướt như chuột, cũng dép cũng mất luôn, là tại vì khi mình nổi xuống dưới thì phải bỏ dép lên bờ, thế là đi có mỗi bộ quần áo thôi, hay lắm, mỗi bộ quần áo trên người thôi, thế là cứ say sóng nằm ở trên thuyền đấy 10 ngày mà ướt như chuột đó, nó khô xong rồi ướt thì lên trên nó nằm cho nó khô khô xong lại lại ướt cứ như thế thôi, mà nó say sóng như con gà rù. Thế về sau anh Lisa, cái thuyền của Lisa đi gần đến Trung Quốc, đi vào cái địa phận Trung Quốc rồi ấy, thì bắt đầu người ta bảo có bão, nên là tránh bão thì người ta kéo vào rồi cho thêm lương thực ấy, đi Hồng Kông tiếp đó. Thì mình sang đây mình cũng nghĩ là bây giờ bố mẹ khó khăn thì bây giờ gửi tiền về giúp đỡ cho gia đình, thì Lisa nghĩ rằng cũng rất là nhiều người cũng giống Lisa thôi, chẳng khác gì cả. Cho nên là Lisa không chửi những cái người đấy, mà Lisa chửi những cái người mà họ bây giờ họ chống cộng xong họ làm cho những cái người Việt Nam mình á khổ sở chẳng hạn vậy. Nói đi nói lại thì nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà tại vì á
cái bọn ba que ở bên này á, nó nói thế, nó nói cứ phải nói ra để cho nó đừng bao giờ nó quên đi, để cho nó khôn lên một tí. Tại nó ngu bền vững lắm, ngu dài nâu á. Đúng không? Nên Sà lấy ví dụ như là chẳng hạn cái vụ mà Formosa nó làm như thế để làm gì? Nó chỉ muốn đánh vào kinh tế của người Việt Nam thôi. Chúng nó không phải là độc độc quyền chúng nó làm như thế đâu, ở đằng sau có người là đứng đằng sau chúng nó đấy. Cái thứ nhất là cho kinh tế Việt Nam, cái thứ hai là bây giờ chúng nó làm ra như thế có lợi gì cho người Việt Nam? Khi mà sản phẩm hải sản của người Việt Nam mang sang đây bán có ai dám ăn không? Nên xã hỏi các bạn vậy. Chúng nó cứ ầm ầm, chúng nó ầm ĩ lên nào là cá nước bị độc rồi thế nọ thế kia, trong khi đó rồi á, cá xuất sang đây, tôm xuất sang đây nó làm ầm lên, nó nói là có độc này kia các thứ. Như xã hỏi các bạn, nếu các bạn nghe thấy những như thế các bạn có dám ăn không? Đúng không? Cái đấy thì trực tiếp đánh vào ai? Trực tiếp đánh vào những người dân Việt Nam, chứ đánh đâu có phải đánh vào Đảng Cộng sản đâu. Bây giờ Đảng Cộng sản á, ví dụ nên sao nói có bị làm sao đi nữa chăng nữa, các ông ấy phóng cái phi cơ đi trà sang nước khác cũng giống như là Nguyễn Văn Thiệu ấy, đúng không? Đâu có động mập được cái lông của các ông đâu, nhưng mà chúng nó làm như thế, chúng nó trực tiếp chúng nó đánh vào người dân, đúng không? Dân Việt Nam làm đóng được bao nhiêu thuế cho nhà nước, chúng nó làm như vậy thì người dân không bán được hàng, không xuất được đi các nước, thì là trực tiếp bị cái nó đánh vào trực tiếp người dân. Thì những cái đấy á, cái bọn ba que chống cộng à, chúng mày chống cái gì? Chống chống cộng thì phải làm sao cho người dân người ta có công ăn việc làm, có cái này đầy đủ các thứ. Khi mà lúc đó rồi người ta mới có thời gian người ta nghĩ về chính trị, đúng không? Chứ chúng mày bây giờ người ta làm còn không đủ ăn, chúng mày còn đánh vào đúng cái nồi cơm, đổ cái nồi cơm của người ta đi thì làm sao mà người ta nghe được nổi chúng mày, đúng không? Cho nên là chống cộng cái kiểu gì hả? Toàn những là làm cho người dân Việt Nam đã khổ rồi, nó lại là càng làm cho người ta khổ hơn. Xong nó ở bên này nó nói Đảng Cộng sản thế này thế nọ thế chai, đúng không? Người dân nên đi làm đóng được bao nhiêu thuế, những ai đã phải đóng thuế đó, đóng thuế cái gì, đóng được bao nhiêu tiền thuế, trong khi đó một cái nhà của ly xài như này thôi đó, đóng mấy ngàn tiền thuế một năm rồi đó, tính riêng cái nhà rồi xe cộ nữa vài cái nữa. Ở bên này nó giống như là một cái guồng máy ấy. Đúng, cuộc sống nó không đến nỗi cực khổ như ở Việt Nam, nhưng mà làm mười mấy tiếng một ngày, đi làm từ sáng đến tối mới về thì là khổ hay là không khổ? Cho dù mình cứ ngồi đây đi, mình tắc 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 đi thì cũng 8 tiếng 9 tiếng, đúng không? Không phải đi làm à? Đi làm rồi cũng phải đóng thuế. Khi mà nhìn nhìn những cái mặt những cái người mà cuối năm đi, tháng này tháng sau là bắt đầu đóng thuế, tháng này tháng mấy tháng năm 2 tháng nữa là bắt đầu mùa thuế đó. Nó ai cũng phải đóng thuế, nhà ai cũng phải 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 đóng thuế hết, không ai là không hết. Thế nhưng mà ở đây phải đóng như thế, xong rồi cái tiền thuế đấy người ta chi ra rồi cho trợ cấp, rồi cho thất nghiệp, cho bệnh viện, cho này cho kia, cho những cái người nghèo. Ở đâu ra thì cái ở những người chính những người dân phải lai nưng đi làm để đóng thuế cho nhà nước mới có những cái khoản đấy để chi ra cho người dân. Còn Việt Nam đóng được bao nhiêu thuế mà hàng bao nhiêu triệu dân như vậy, đúng không? Thì mình phải suy nghĩ như vậy chứ. Cái bọn ở bên này á, nó cứ được ăn chất thất nghiệp xong rồi lại đi làm lậu nữa thì đương nhiên nó phải hơn Việt Nam nhiều rồi. Xong nó ngồi đây bây giờ già rụng bố nó hết răng rồi, răng còn không có tiền mà trồng nữa, nhổ như đi sáng nói nhiều lần là nhổ một cái răng 100 mấy đồng, ai cho? Lý Sàng nghĩ là những cái thằng mà nó phải nhổ răng á, không có tiền nhổ răng á, nó buộc sợi dây vào như ngày xưa. Lý Sàng thay hai cái răng cửa này lên, xong
Ở Việt Nam thì hay lấy cái sợi dây ấy, xong rồi buộc qua cái răng này xong rồi giật đó. Có lần nếu sao cũng làm như vậy, răng nó lung lay rồi nhưng mà sợ, buộc cái sợi dây chỉ vào trong cái răng này, xong rồi cái sợi dây nó mới thò xuống dưới này, cứ ôm cái này ngồi 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 cứ hu 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 này ngồi. Ông anh đi xả đó, ông mới đi qua ông thấy cái sợi dây nó thò xuống dưới, ông giật cái bụng đấy, đâu mất tiền đúng không? Thế nhưng mà ở đây là phải mất tiền. Hôm nọ đi xả đưa thằng con đi đi nhổ răng, không phải, nó bây giờ nó mới lớn mà, cho nên anh ấy điệu lắm, anh lo lắng đến cái hàm răng của anh ấy. Má mì cho con đi đi rửa răng, thế là Lý xả mới búc cho nó đi đi. Các bạn có biết nó tính bao nhiêu không? Nó soi bên này 200, soi bên này 200, nữa là 400, 400 xong nó nhổ một cái răng 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 khôn nữa, trăm mấy nữa, nó tổng cộng gần 700 đồng nhé. Rửa rồi chụp bên này rồi chụp bên này rồi móc răng của mình đi, nó lấy răng thật của mình xong rồi nó không trả tiền cho mình, nó còn lấy của mình hàng gần ngàn bạc như vậy nữa đấy. Cứ thử thử đi ra đi, rửa một cái răng là trăm mấy rồi, xong đi xả bảo chứ ta muốn muốn làm cái răng cho nó trắng thì bao nhiêu tiền? 700. Đấy, đi ra đấy mà trợ cấp nó cho. Mẹ cái bọn chó không biết có tiền nhổ răng nữa không ấy. Về đặt chỉ có con chó đẹp nhẹ. Lão cộng sản với lãnh đạo của lũ ba que là không được em ơi, nó không xứng để so sánh. Đâu ly xà đâu so sánh lãnh đạo đâu, chúng nó đâu lãnh cái gì, chúng nó lãnh lương thôi. Cái bọn lãnh đạo đấy là một cái gì, bọn biết tại sao mà bọn Mỹ nó đánh rất là hay, và nó lại có súng đạn nó hiện đại, nó không thể thua được. Nhưng mà nó thua vì làm sao? Thua vì một lũ mọt, nó cái lũ mà nó gặm nhấm lũ chuột đấy. Nó nói là bao nhiêu tiền của chúng nó viện trợ sang toàn bị cái gì gian lận rồi mang ra chợ đen bán. Cái bọn đấy nó gặm nhấm từ ở bên trong rồi nó gặm nhấm ra, cho nên là người Mỹ nó mới thua. Tại vì bao nhiêu tiền cùng dân Mỹ nó đóng tiền thuế, để cái tiền thuế đấy để mang sang để đánh Việt Nam, chứ lấy tiền ở đâu ra để mà cho chúng nó, đúng không? Rồi á, phát lương cho từng thằng một, bao nhiêu thằng đi 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 lính cho Cộng Hòa có ăn lương không? Đừng có nói là không ăn lương nhá. Mẹ ăn ăn rồi á, lúc nào á giày rung cũng bóng loáng lên, xong rồi á đánh đi đánh trận kiểu mẹ gì mà thằng nào cũng bóng loáng lên, quần áo thì thẳng thẳng băng đúng không? Chỉ bày đặt thôi, xong rồi bắn thì cầm cái súng dài hơn người, xong rồi mẹ cứ đi chỉ lo tìm chỗ trốn thôi thì làm sao mà đánh được, đúng không? Nhưng người người miền Bắc ấy, người ta đi đi bộ đi từ ở ngoài Bắc đi vào trong Nam mấy tháng trời mới tới, nội suối trèo đèo bom nó bỏ xong rồi người ta lại làm được đường ngay, cứ như thế thôi. Tại sao người ta không vào trong miền Nam, người ta thấy miền Nam đẹp quá, wow, thiên đàng, không theo mẹ hết Cộng Hòa đi, tại sao người ta không làm vậy? Tại vì chúng mày người ta quá hiểu cái lũ lũ đấy rồi, đúng không? Bây giờ bày đặt sang bên này thì thôi. Nên giờ hỏi các bạn, khi mà bố mẹ mình mất đi rồi, mình có mang cái ban thờ ra giữa đường giữa chợ để cho mọi người đi qua để trâu bò rồi gì nó ra nó, hay là để người khác người ta nhìn vào người ta chửi cho không? Cái chế độ nó mất rồi thì mình nên gấp cái cờ lại làm kỷ niệm đi, rồi tôn trọng nó, đúng không? Mình làm cái đó ở trong tim mình thì mình phải trân trọng đấy, mình phải quý lấy nó, đúng không? Lê Xá không nói là những cái người ngày xưa
sai hay là như thế nào, nhưng mà khi họ đã sang đây rồi, họ đã là một con người khác rồi, họ đã mang một cái quốc tịch khác rồi, thì tốt hơn hết là hãy trân trọng, quý trọng lấy cái đó. Đó, mình phải biết trân trọng, quý mến nó. Đây này, cứ mang ra ngoài đường xong rồi xuyên tạc, xong rồi mang lên, xong rồi treo lên, dựng lên để cho người ta chửi cho, đúng không? Quốc gì có một nhóm người ấy, xong rồi mang nhau ra cái phạc thế, xong rồi hát hò, xong rồi dựng cái chuyện nọ chuyện kia lên, có phải bôi bác không? Tự mình làm nhục cái lá cờ của mình, đúng không? Bây giờ những cái người già cũng vậy thôi, người ta quý một cái gì đó, người ta rất là trân trọng cái đầu đó, người ta sẽ xếp vào, người ta đè vào một cái nơi nào đó để người ta làm kỷ niệm chẳng hạn, ta quý trọng nó, đúng không? Mày giống như con ngồi cạnh mày, thằng nào đây, có ba que vào rồi, phú võ. Mày giống như con ngồi cạnh mày, ghê ư? Con ngồi cạnh tao ấy, nó còn hơn mày á, đúng không? Nó còn hiểu được đâu là gia đình của nó, biết không? Nó còn biết quý gia đình của nó còn biết bênh vực cái gia đình của nó. Chính cái ví dụ như cái đồng loại của nó cũng biết bênh vực. Còn cái lũ chúng mày sang đây rồi mà chúng mày còn ngoái cổ về chúng mày chửi Việt Nam á, thì là chúng mày là không bằng cái con này nữa, biết không? Thua cả cái con này nữa. Ba que đã vào. Chào mừng ba que. Bọn què diễn kịch cách chạy xuống quần. Thế nào chị ơi? Bọn đấy à? Rồi ôi, cộng sản chưa vào thì đã chạy con bà nó hết rồi. Cái Đà Nẵng đấy, nghe đi, nghe bọn Mỹ nó nói kìa, Đà Nẵng không phải là bị chiếm mà là tự tự kiểu như tán loạn chạy, bỏ chạy, tự chạy thôi. Cút mẹ mày đi ba que à. Kệ nó, để nó vào đây cho vui. Cái gì nói mấy triệu người, bao nhiêu chục triệu dân ở Việt Nam ấy, họ họ ghét chúng mày như là chó. Chó họ còn thương á, chó đắt lắm á, chứ đâu có rẻ đâu, đúng không? Nhưng mà ai cứ cái đề tài nào mà chửi ba que là người ta vào, người ta nghe nhiều lắm. Nhưng đúng không? Còn đó, chúng mày nếu mà thực sự chúng mày hay, chúng mày giỏi thì chúng mày đã lấy được lòng người dân rồi. Nhưng mà thực sự chúng mày ở bên này á, chúng mày á, chỉ chống lại người Việt Nam thôi. Chúng mày không thấy nhục à? Chúng mày không sợ chính cái người bản xứ này á, người ta khinh thường chúng mày lắm. Tại vì người ta nói là cái đồng loại của chúng mày còn 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 chửi được thì chúng tao là cái gì? Chúng cho dù có nhận chúng mày vào đây làm người dân của chúng tao đi chăng nữa cũng không thể tin tưởng được chúng mày. Tại vì chúng mày là một lũ phản quốc, phản bội. Không bao giờ người ta tin được chúng mày, hiểu chưa? Người ta thấy chúng mày một nhóm người như thế già rồi, người ta thấy người ta tội nghiệp thôi. Tại vì bọn Mỹ nó đã nói mà, Cộng hòa là con của chúng nó mà. Chúng nó là dựng nên, chúng nó đẻ ra, thì bây giờ chúng nó bỏ chúng mày đi thì chúng nó thấy chúng nó tội nghiệp thôi. Cho nên chúng nó mới để cho chúng mày hoành hành như vậy. Và chính chúng nó lại lợi dụng vào cái cộng đồng đó, đúng không? Rồi là phiếu phung, rồi là để lấy phiếu cho chúng những cái thằng nó bầu cử thôi. Chứ chúng mày chẳng làm được cái con mẹ gì ở cái đất này hết. Suốt ngày ngồi so sánh Việt Nam mới này, Campuchia mới này, Hồng Kông mới này, Singapore, suốt ngày so nước nọ nước kia. Vậy tại sao chúng mày không so chính bản thân chúng mày đi? Chúng mày có được giàu có được tử tế, có được như cái người dân ở đây không? Mấy chục năm mà chúng mày làm được cái gì? Mà chúng mày cứ ngồi chúng mày chửi người Việt Nam. À, tao nghe thấy tại sao tao phải lên tiếng, tại vì á, tao là người Việt Nam. Tao có cái lòng tự trọng của tao, hiểu không? Cho dù tao là người người ở cái đất Úc này rồi, mang cái quốc tịch ở đây rồi, nhưng mà dòng máu của mình vẫn là người Việt Nam. Mình phải có cái tự ái chứ, đúng không?
sao chúng mày mỗi lần đi ra ngoài đường ấy chúng mày không đeo cái bà que xỏ lá vào cổ ấy, nói là tao không phải cái người đó, không phải người Việt Nam. Việt Nam ngày xưa, đúng không? Ta theo cái Việt Nam ngày xưa chứ ta không theo cái Việt Nam bây giờ. Phải nói như vậy, mỗi lần đi vào ta là người Việt Nam ngày xưa, trước 7 năm, sau 7 năm không phải, bây giờ không phải người Việt Nam nữa. Đúng không? Cứ đi ra ngoài đường cứ chửi người Việt Nam thế nọ thế kia, rồi những cái em, những cái cháu đi qua đây du học ấy, nó nói người ta là làm cái nọ làm cái kia, rồi những cái người đi khỏi Việt Nam ấy đi ra ra làm gái rồi làm này làm kia. Thế chúng mày chửi họ như vậy thì chúng mày đi ra khỏi Việt Nam chúng mày làm gái làm đĩ làm ăn cắp ăn trộm bao nhiêu chục năm rồi hả, mà chúng mày cứ chửi người ta. Cái cuộc sống người ta đi ra khỏi vì vì tại sao tự người ta muốn đi, người ta muốn cho cái cuộc sống gia đình của người ta tốt hơn, hoặc vì một cái gì đó người ta phải đi. Đi thì mình đã không giúp được người ta thì thôi, lại còn chửi người ta con này con kia. Thế là chính chúng mày cũng là người Việt Nam mà tại sao chúng mày lại tự bôi bôi nhọ vào cái dân tộc của chúng mày? Ngu thế. Nếu mà cảm thấy yêu nước tại sao không ở Việt Nam mới đào hầm như như Việt Cộng ấy mà chống cộng sản đi, tao đả đảo chúng mày đấy, tại vì chúng mày bỏ đi, chúng mày không, không chúng mày tụt quần, chúng mày bỏ chạy, chúng mày bỏ đất nước lại cho cộng sản, đúng không? Cho dù nghèo hay là giàu hay là như thế nào ấy chăng nữa cũng vì chúng mày bỏ đi đấy. Tại sao chúng mày không ở lại Việt Nam, chúng mày xây dựng nó tốt đẹp hơn hay là đấu tranh để lật đổ cộng sản? Chúng mày đi sang đây chúng mày hưởng một, hưởng thất nghiệp, hưởng trợ cấp, hưởng tiền thuế của người dân dân ở đây, xong rồi chúng mày ngồi chúng mày khoe không biết nhục ạ. Nắng quá. Xoay 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 ăn 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 nhiều quá nó bị mỡ cao, máu cao, đúng không? Có ăn cũng không được ăn, hiểu không? Rồi em nói thì lại không được nói ra ngoài kia nói người ta không hiểu, mà mình nói người ta cũng không không biết là mình nói cái gì. Rồi già cả rồi mắt thì kèm nhèm, đi đâu cũng phải lái xe, con cái thì nó mải mê đi làm, cho nên chúng mày cô đơn lắm, đúng không? Cô đơn quá rồi mới ngồi mới nghĩ lại, rồi ngày xưa mình sướng thôi, mình ăn ăn tiền của Mỹ rồi mình được lương rồi mình sung sướng quá. Bây giờ mình ngồi mình tiếc lại những cái thời mà cầm súng đi lòe thiên hạ đấy, đúng không? Chúng mày là chỉ những cái dạng như vậy chúng mày mới thù thôi, cộng sản thôi, chứ nếu người ta hiểu biết ra không có cộng sản làm sao chúng mày được sang bên này, đúng không? Làm sao bọn Mỹ hay các nước tư bản khác nó nhận chúng mày vào, đúng không? Vì nó gây cho Việt Nam quá nhiều đau khổ rồi, rồi nó bỏ rơi chúng mày, nó phải chấp nhận chúng nó mang chúng mày đi thôi, mà nó đâu mang được hết đâu. Vẫn còn rất là nhiều ở Việt Nam đó, họ vẫn sống đó, họ đâu chết đâu. Rồi sang đây á, già khắm thối ra thì ông ngồi một đống, con cái thì nó toàn nói tiếng Anh thôi, nó đâu nói tiếng Việt đâu, đúng không? Xong rồi già rồi nó nói thì không biết nói, mà đã nói ra toàn những cái từ gì ấy, nó không hiểu, nó ghét, nhìn này trông này xấu nữa. Già rồi mà chúng ta ai cũng vậy thôi, mình chấp nhận khi mà mình đã già khụ khị rồi ấy, mình ít được những cái đứa trẻ nó gần lắm, thì làm sao mình phải luôn luôn giữ được cái nụ cười cho mình. Cái nụ cười nó không bao giờ nó già được, nên mình phải luôn luôn vui vẻ, đúng không? Với con với cháu này kia các thứ luôn luôn là vui vẻ với các con các cháu thì chúng nó mới gần được mình, chứ lúc nào mình mang hận thù rồi ức chế rồi cái mặt thì đã xấu bỏ mẹ này còn già xấu này còn cứ khó đăm đăm ấy, nhìn chán bỏ cha được soi gương còn chán. Đúng không? Rồi ở bên này con cháu nó đi làm hết rồi, con cái nó các bạn có biết không, chưa chắc nó đã muốn để cho mình trông cơ,
không? Tại vì cái thời đại bây giờ nó con cái của nó trông kiểu khác, nó không như cái kiểu người Việt Nam ngày xưa cho cơm vào mồm nhai xong rồi nhét vào mồm con, nó không có cái kiểu như thế. Ngày xưa bây giờ đẻ đứa con lớn, ngày xưa bà có cái hàm răng mà răng thì để giống mấy cái, xong rồi mới nhai cơm xong rồi mới nhét vào mồm con, nó má mi nó đừng đó. Cho nên mình phải hiểu ra mà mỗi mình phải luôn luôn á update cái con người của mình, cho ra dù rằng mình già đi chăng nữa mình phải chịu khó mình học, vì cái thời buổi này á nó không như ngày xưa đúng không, nó rất là hiện đại rồi, cho nên là cho dù mình già mình cũng phải cố gắng mình học hỏi, mình tìm hiểu để mình thích hợp với con với cháu thì mình mới đủ tư cách để nói chuyện với nó. Chứ nhiều khi á, nói thật một câu, bây giờ trẻ con á, nó rất là giỏi về những cái máy móc này kia các thứ, bố mẹ đều về hỏi nó ấy. Nghĩ sao cũng vậy thôi, nhiều khi không hiểu lại vác ra lại bắt chúng nó làm, thấy không? Đấy, mình mà vui vẻ thì nó làm cho, mà mình nó ghét mình thì nó đi cả ngày ấy, chẳng có đứa nào thèm làm cho. Dân chúng sống sung sướng sung túc tức khả, đúng rồi, chúng nó tại vì chính bản thân chúng nó khổ, chúng nó ức chế, chúng nó không có nói ra được. Chúng nó mình nghĩ lại những cái thời ngày xưa chúng nó huy hoàng như thế nào, khi mà ăn viện trợ của Mỹ rồi được Mỹ nó viện trợ cho thì nó cảm thấy nó tiếc, con người tâm lý là như vậy mà đúng không? Chứ còn nếu như người ta mà từ cái khổ người ta sang, người ta ví dụ như là người ta được sung sướng, người ta được không như những bây giờ như Lisa chẳng hạn, Lisa sang đây Lisa sướng hơn ngày xưa Lisa ở Việt Nam thì đương nhiên Lisa phải vui vẻ rồi đúng không? Nhưng mà tại vì nó khổ quá cho nên nó mới ức chế như vậy thôi. Chứ nếu mà nó mà sướng hơn thì nó sẽ không bao giờ nó ức chế, nó mà khi con người đã có những cái câu, Lisa đâu có phải là kẻ thù của chúng nó đâu đúng không? Lisa chỉ nói lên những cái gì mà sự suy nghĩ của mình thôi. Nhưng mà chúng nó ức quá, chúng nó chửi. Chúng nó bảo mình là cộng sản hay là này kia. Đúng không? Người già bây giờ cũng vậy thôi, phải nên lắng nghe con cháu nó nói. Nó nói rồi nó để cho mình tiếp thu được, nó nói đúng, cái gì sai. Mình phải luôn học, đừng có nghĩ là chúng nó nói những cái câu mà như hôm qua thì giả kể. Hai đứa con đi giả nó mới tới thì nó mới thấy đi giả, các bạn có biết cái cốc nhựa đó mà mua về người ta hay liên hoan party thì người ta hay dùng rồi, thì đi giả mua nhiều lắm tại vì mấy cái đứa con đi xả nó ăn xong nó cứ vứt đấy nó không chịu rửa, thế đi xả mới nghĩ là ồ mua về để đỡ phải rửa, nó uống xong nó vứt đi. Thế nhưng mà nhiều khi mình rảnh đấy mình lại thấy tiếc tiếc cái cốc nhựa đấy thì mình vẫn có thể mình dùng lại được, mình rửa đi mình lại dùng lại được. Thế xong rồi thằng con đi xả nó tới, nó mới hai vợ chồng nó tới, nó ngồi nó lấy cốc nó uống nước thì nó thấy nên xả rửa cái đó, xong nó mới nói với vợ nó này, mày nhìn này, mẹ tao đi rửa cái này để lại. Thế xong rồi con bé vợ nó mới bảo ừ đâu có sao đâu, cái đấy dùng được mà tại sao không rửa được. Thế nhưng mà mẹ tao chủ bụng là mua về để uống cho chúng nó uống để chúng nó vứt đi, nhưng mẹ tao lại rửa cho lại đó. Xong rồi lúc đấy mình không nghĩ gì hết, nhưng mà lát nữa chúng nó đi về mình nghĩ mình bảo ừ nhỉ sao mình ngu thế. Nó nói đúng, tại vì khi mà Lisa mua mua cái đấy hàng mấy chục cái, hàng trăm cái đó. Khi mà Lisa mua là cái mục đích của mình là mua về để cho bọn này nó dùng xong rồi nó vứt thùng rác mình đỡ phải rửa nhiều, thế nhưng mà bây giờ hóa ra mình rửa lại
thì hóa ra là mình lại rửa nhiều hơn. Xong mình nói ừ nhỉ, nó nói đúng, thôi từ nay á kệ cha nó đi ăn, cho nó vứt đi đi. Xong tối về nói với ông xã thì sao, ông xã mà ừ tiết kiệm đâu sao, nhưng mà đi sao bảo, nhưng mà nó nói đúng, tại vì cái mục đích của mình mua về là để nó uống xong nó vứt đi mà, tại sao mình còn rửa mình để lại. Đó đó là cái lý do mà Lý Giàng muốn nói là tại sao nhiều lúc mình phải nên để ý những cái câu nói của những cái đứa con mình nó nói cái gì, rồi mình suy ra là mình đúng hay là mình sai, chứ không lúc nào mình cũng nghĩ là mình là mẹ, mình là ông, mình là bà, tao nói, tao già rồi, tao nói chúng mày phải nghe, giống như kiểu như vậy đó. Nên là cuộc sống bây giờ mình luôn luôn mình phải học học, kể cả những cái đứa con đứa cháu mình luôn học để thích nghi với chúng nó. Chứ chứ tại sao mà Lisa chỉ là cái tầng lớp để thời què hay nắm nhũ ngụy quyền làm lũ ngụy quyền làm Việt Cộng mới tốt, mới có ngày hôm nay Việt Nam muôn năm. Nhưng mà thực ra cũng cảm ơn cái bọn bọn ba que sỏ lá, nếu mà nó không tham lam, nó mà không khốn nạn như vậy á, thì người dân Việt Nam mình đã theo chúng nó hết rồi, thì mình làm gì có ngày giải phóng đâu, đúng không? Bởi vì cũng cảm ơn chúng nó chạy tụt quần ra, chúng nó bỏ chúng nó chạy thì mình mới chiếm, mình cũng đỡ tốn quân mà mình mới chiếm được lại Việt Nam thôi, đúng không? Nếu mà nó tử tế mà nó không có đàn áp người Việt Nam ấy, thì người Việt Nam đã theo chúng nó hết rồi. Cũng cảm ơn chúng nó, đúng không? Nghĩ đi, chúng ta nghĩ lại, cũng vì chúng nó là những cái hạng người như vậy cho nên chúng nó mới thua thôi. Chứ nếu mà nó mà tử tế, nó mà không tham lam, nó mà không dã man thì dân Việt Nam đâu có thắng nổi được, đúng không? Nó nói chung là quy luật của cuộc đời rồi. Phải.